Các nhà báo đã xuống đường tại thủ đô Caracas của Venezuela hôm 11 tháng 2 để biểu tình vì thiếu giấy in, khiến cho hàng loạt tờ báo bị ngừng xuất bản thời gian gần đây. Cuộc biểu tình xảy ra sau khi ít nhất 10 tờ báo của Venezuela buộc phải tạm dừng xuất bản do thiếu giấy. Khoảng 100 phóng viên đã biểu tình bên ngoài các đồn cảnh sát và Ủy ban Tiền tệ Quốc gia, KDV. Họ mang theo những khẩu hiệu, không có giấy thì không có báo. Báo chí tại Venezuela là những đối tượng chịu tác động mạnh của cơ quan quản lý tiền tệ do việc nhập khẩu nguyên liệu in ấn như giấy in luôn gặp khó khăn. Nhiều nhà báo cho rằng tình trạng thiếu thốn này chỉ là hành động của chính phủ nhằm buộc truyền thông phải im lặng. Ông Miguel Henrique Otero, tổng biên tập tờ El Nacional, một trong những tờ báo có lượng phát hành cao nhất tại Venezuela, cũng nằm trong số đó. Đây là hành động cố tình để kiểm soát thông tin. Chính phủ có quyền tối thượng trong quản lý thông tin. Họ muốn truyền thông biến mất và chỉ giữ lại duy nhất một tờ báo mà thôi. Một số tờ báo cho biết họ vẫn đủ giấy in cho đến ngày 14 tháng 2, sau đó sẽ phải cắt giảm lượng phát hành và số trang báo. Người Venezuela từng trải qua nhiều giai đoạn thiếu thốn, từ giấy toilet, phụ tùng xe máy cho đến bánh mì. Nguyên nhân một phần là do cơ chế kiểm soát tiền tệ của Tổng thống Nicolas Maduro. Đợt thiếu mới là do các nhà nhập khẩu gặp khó khăn trong việc huy động đồng đô la để mua nguyên liệu in ấn nhập khẩu. Mặc dù vẫn tiếp nhận công nghệ mới như báo điện tử, Twitter, Facebook, báo in vẫn được xem là nguồn thông tin chính tại nước này. Các nhà báo cho biết họ sẽ tổ chức nhiều hơn nữa các cuộc biểu tình nếu như chính phủ không đáp ứng được yêu cầu của họ.